Thời gian gần đây, các tụ điểm bài bạc trá hình dưới hình thức chơi game bắn cá, trò chơi dùng tiền xu liên tục bị triệt phá. Để qua mặt các cơ quan chức năng, trò chơi đỏ đen này đã biến tướng xâm nhập vào các trung tâm thương mại, siêu thị dưới mác game giải trí. Có mặt tại khu vui chơi giải trí tầng 3 Dream Game của trung tâm thương mại AEOMEL Long Biên, Hà Nội, khu vui chơi giải trí đã chật cứng người với đủ các loại trò chơi như bắn cá, bắn súng, gắp thú. Muốn chơi trò chơi này, người chơi phải bỏ ra một khoản tiền nào đó để mua đồng tiền quy ước, gọi chung là đồng xu, có mệnh giá so với đồng tiền Việt Nam theo thỏa thuận của người chơi và chủ kinh doanh trò chơi điện tử này. Không chỉ có thanh niên, học sinh mà khu vực này còn có thêm rất nhiều người mê game khác, thậm chí có cả bố mẹ, con cái cùng chơi một trò. Đây là loại hình trò chơi điện tử đánh bạc ảnh hưởng không nhỏ tới đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên, gây bức xúc trong nhân dân. Đây là loại hình trò chơi điện tử bị nghiêm cấm hoạt động theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 1003-2009 NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Trước đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định số 4001/BV-HTTGL-TTR đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn như Công an, Thanh tra chuyên ngành, đội kiểm tra liên ngành phối hợp với lực lượng quận, huyện, xã, phường tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết đối với các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử đánh bạc trên địa bàn, đồng thời yêu cầu lực lượng công an quản lý thị trường bằng biện pháp nghiệp vụ triệt phá các cơ sở sản xuất, lắp ráp, vận chuyển máy đánh bạc trên địa bàn tỉnh thành. Vậy tại sao một trung tâm thương mại lớn nằm ngay giữa trung tâm thủ đô như AEOMEL Long Biên mà tình trạng hoạt động loại hình trò chơi điện tử có thưởng vẫn diễn ra nhộn nhịp hàng ngày? Dư luận đặt ra câu hỏi có hay không chuyện cố tình làm trái pháp luật để kinh doanh bất chính nhằm mục đích thu về lợi nhuận